Biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng lung linh sau trang trí Noel. Việc trang trí ngôi nhà của nam ca sĩ đã hoàn tất và chuẩn bị đón người hâm mộ đến chụp ảnh. Sau vài ngày dành thời gian để trang trí, ngôi biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn lột xác. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà trông cực kỳ lung linh với ánh đèn đủ sắc màu. Toàn bộ khu vườn trông như không gian trong một chuyện cổ tích mà ai cũng từng đọc được thuở ấu thơ. Phụ kiện trang trí cho ngôi nhà được Đàm Vĩnh Hưng mua hoàn toàn từ Mỹ hoặc châu Âu. Trong các chuyến lưu diễn, ca sĩ cho biết mỗi lần đi diễn xa, anh ít đi chơi mà dành thời gian đến các cửa hàng lùng sụp đồ trang trí độc lạ. Đàm Vĩnh Hưng có niềm yêu thích đặc biệt với mùa Giáng sinh. Anh kể từ bé đã thường nằm mơ, thấy mình được sống trong không gian huyền ảo như vậy mỗi khi đông về. Nhiều người cho rằng Mr. Đàm chơi ngông, nhưng anh không quan tâm vì đây là sở thích cá nhân. Anh khẳng định mình không có những thói quen như người khác là đàn đấm uống bia rượu, không dùng các chất kích thích, không chơi bời. Nam ca sĩ rất tự hào vì mình có lối sống hoàn toàn sạch. Anh chỉ có căn bệnh duy nhất là thích sắm sửa cho mình và cho người thân, trong đó có việc mua sắm trang trí nhà cửa. Năm nào cũng vậy, dù bận rộn đến đâu, Mr. Đàm đều bỏ thời gian tự tay chăm chút cho phần trang trí ngôi nhà cùng các cộng sự. Chỉ riêng năm 2016, anh có chuyện buồn, nên tuy đã trang trí được một phần, song anh quyết định gỡ bỏ. Năm nay, cuộc sống của anh gặp nhiều may mắn và niềm vui, nên anh trở lại với sở thích này. Khác với nhiều người, chỉ mời bạn bè thân thiết đến thưởng ngoạn, Đàm Vĩnh Hưng sẽ mở cửa nhà để mời toàn bộ khán giả đến xem và chụp ảnh kỷ niệm. Hôm nào anh ở nhà thì sẵn sàng ra chụp cùng người hâm mộ.